Giới tiên tri tử vi nhận định tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 tháng 4 năm 2022 đến thời thoát khổ vào nứt đấu đổ vách. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại xem chương trình tử vi 12 con giáp được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, đừng bao giờ thấy con giáp này ở cuối bảng xếp hạng mà coi thường họ. Theo giới tử vi học dự báo, trong tháng 4 âm lịch, con giáp này là một trong ba con giáp cực kỳ may mắn và thành công trong tháng 4 âm lịch. Nhờ vào sự khôn khéo và tính cam chịu của mình thì những gia chủ tuổi Quý Hợi đã hạ gục rất nhiều những đối thủ nặng ký của mình để có thể bước lên bục vinh quang. Và sự thành công của con giáp này đã khiến cho không biết bao nhiêu người phải ganh ghét đố kỵ, nhưng bên cạnh đó cũng không kém phần nể phục. Những gia chủ tuổi Hợi là người có khả năng lãnh đạo, là những người hiền hòa tốt bụng. Họ sống đơn giản, mộc mạc. Vậy nên đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà phán đoán người khác, kẻ bạn lại đắc tội với rất nhiều những con giáp giàu có thành công nhất trong năm 2022 nhâm dần này. Qua phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, trong tháng 4 âm lịch sẽ phần nào giúp chúng ta hiểu được điều đó. Vâng, và trước khi bước vào phần luận giải chi tiết thì quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung video nào mà chúng tôi đăng tải. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi phần luận giải chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 mệnh Đại Hải Thủy không phải là người coi trọng vật chất, chẳng có nhu cầu quá lớn với tiền bạc, nhưng dường như điều đó chẳng ảnh hưởng đến tài lộc bất ngờ cứ ùn ùn kéo đến với tuổi này. Tuổi Quý Hợi dường như có khả năng cuốn hút hoạch tài, vì thế mà có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn những người khác. Bản mệnh chỉ cần không mất bình tĩnh là hoàn toàn có thể có được tài lộc dồi dào trong tay. Khi làm việc, nên bình tâm tĩnh khí, đừng để những chuyện xung quanh làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của mình. Trong chuyện tình cảm, họ cũng không phải là người có chính kiến. Đối phương nói gì nghe nấy, đặt đâu ngồi đấy. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là tuổi Quý Hợi không biết phân biệt đúng sai. Với những kẻ nói một đằng, làm một nẻo, bản mệnh sẽ từ chối tin tưởng, thất vọng mà dần mất đi niềm tin và tình cảm. Con giáp này không phải là người lãng mạn, không sống với những chuyện ngôn tình, nên cần tìm một người có trách nhiệm yêu thương mình. Tháng này, tình hình sức khỏe của người tuổi Hợi sinh năm 1983 không thực sự lý tưởng, chủ yếu là bởi vì bạn phải chịu tác động nặng nề của cục diện xung khắc địa chi. Bạn cần phải chú ý đến an toàn của bản thân, đặc biệt là khi di chuyển hoặc khi lao động chân tay, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh cần hạn chế tính cách nóng nảy, không nên đắc tội với mọi người xung quanh. Bạn cũng cần phải lập những kế hoạch cụ thể cho công việc của mình để có chí hướng phấn đấu, dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc giữa chừng. Trong chuyện chi tiêu, gia chủ dễ rơi vào cảnh vay nợ vì tiêu tiền bừa bãi trong những mục đích không thực sự cần thiết. Người làm ăn kinh doanh cần hạn chế đầu tư, chớ nên tin theo lời rủ rê của người khác, đổ tiền vào những hạng mục không đáng tin cậy. Xét về thiên can, Quý Âm Thủy gặp Ất Âm Mộc nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Hợi nếu có cơ hội nên chủ động tiếp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, công việc sự nghiệp của gia chủ trải qua không ít biến động, nguy cơ thất bại khá cao nếu tiếp tục duy trì tư duy bảo thủ, không biết tiếp thu ý kiến đóng góp và gợi ý từ người khác. Có những thời điểm gia chủ mất động lực, làm việc khá tùy hứng, thiếu tập trung nên một khi việc chỉ hoàn thành được nửa vời hoặc làm cho qua loa cho xong. Những người làm công ăn lương, sự mệt mỏi chán chường sẽ làm giảm sút hiệu quả công việc. Mọi sự đóng góp của bạn không được cấp trên công nhận. Sự cố gắng của bạn như dã tràng xe cát biển đông. Tuy nhiên đừng lấy đó làm lý do để lười biếng chảnh mảng, hình thành thói quen không tốt cho bản thân. Trong nửa năm đầu 2022, gia chủ rất cần sự kỷ luật hay một khuôn phép, quy tắc sẵn có để ép bản thân đi đúng hướng. Nếu không thì sai sót có thể xảy ra ngay từ đầu, bản mệnh mãi trượt dài trong thất bại. Cần phải học cách tiết chế và đổi mới bản thân càng sớm càng tốt. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Quý Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, xem đường tử vi tài lộc của những người sinh năm 1983 không quá lý tưởng trong tháng này. Gia chủ thường xuyên mất tiền cho những mục đích không thực sự cần thiết. Ví dụ như mua sắm theo tâm trạng rất dễ dẫn đến việc vung tiền quá chán, tài khí khó
tụ, việc làm giàu cũng bị cản trở theo. Ngoài ra, bạn cũng nên đề phòng khi tham gia các dự án bất động sản hoặc đầu tư vào bất động sản theo người khác. Việc thiếu bình tĩnh và xử lý có thể khiến bạn gặp rủi ro tài chính. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 4 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Quý Hợi không quá ổn định. Các gia chủ Quý Hợi có chút phiền muộn do không có sự đồng tình ủng hộ của cấp trên cũng như đồng nghiệp. Thu nhập cũng thấp hơn so với các tháng trước nên khiến bản thân lo lắng chi tiêu. Hệ tim mạch của gia chủ không được tốt, cần chú ý khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh nếu có. Bản mệnh cũng cần phải đề phòng những nguy hiểm tiềm ẩn ở gan và túi mật, đôi khi còn do chấn thương ở xương và cơ thể khi đi xa hoặc bất cẩn trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông. Ngoài ra, cần chú trọng việc chăm sóc cơ thể tốt hơn, chăm rèn luyện thể thao mới giảm trừ nguy cơ bệnh tật. Các quý gia chủ tuổi Quý Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Quý Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tương xung xuất hiện gây ra những trúc trắc nhất định trên con đường tình duyên của những người tuổi Quý Hợi. Đào hoa ảm đạm, tình cảm đôi lứa vui thì ít mà buồn thì nhiều. Những cuộc cãi vã vì mâu thuẫn quan điểm xảy ra thường xuyên hơn. Nữ mệnh tuổi Quý Hợi, bạn là một người nhạy cảm trong chuyện tình yêu, luôn là người chịu nhiều thiệt thòi. Trong tháng này, tình cảm của hai bạn sẽ tốt đẹp và êm đềm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tử vi tháng này khuyên bạn không nên suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực, ngờ vực, suy đoán, xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Các cặp vợ chồng nếu để mâu thuẫn lên đỉnh điểm có thể dẫn tới ly hôn, con cái bị ảnh hưởng theo. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát nếu bản mệnh chịu nhượng bộ và bao dung nhiều hơn. Nếu đang ở một mình, bạn ít có cơ hội cải thiện tình cảm của mình, dễ tỏ ra không có thiện chí ở trong những cuộc hẹn được giới thiệu thông qua người khác. Bạn nên cho bản thân mình và cũng là cho người khác cơ hội để chăm sóc bầu bạn bên mình. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, Tháng Tỵ, Lục Hợp Thân, Tam Hợp Sửu và Dậu Thành Kim Cục, Xung Hợi, Hình Thân, Hại Dần, Phá Thân và Tuổi Tý. Đối với người tuổi Quý Hợi, trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 4 năm 2022, tức ngày 4 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 4 năm 2022, tức ngày 16 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 4 năm 2022, tức ngày 28 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Hợi trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 4 năm 2022, tức ngày 13 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 4 năm 2022, tức ngày 25 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao.
hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của những người tuổi Quý Hợi trong tháng 4 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Quý Hợi. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 4 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.